Nhiệt độ thực chất là gì mà tại sao người ta lại dùng nhiều thang đo khác nhau để đo nhiệt độ? Ý mình á, là tất cả chúng ta đều biết cảm giác khi mà chạm vào vật gì đó nóng hoặc là lạnh. Nhưng điều gì thực sự xảy ra đằng sau cảm giác đó? Trong vật lý, khái niệm nhiệt độ được giải thích như thế nào? Giả sử bạn cầm một ly nước đá và rồi chuyển sang cầm cốc cà phê nóng á, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng. Chúng ta sẽ nhận thấy là cốc cà phê nóng hơn là ly nước đá. Nhưng điều gì khiến cho nước trở nên lạnh hơn và cà phê lại nóng hơn? Có phải nhiệt độ chỉ là một con số chúng ta đọc được từ nhiệt kế hay còn nhiều hơn thế nữa? Và sự khác biệt giữa độ C, độ F và Kelvin khó hiểu đó là gì? Cùng mình tìm hiểu về nhiệt độ thực sự là gì trong video này nha. Và nếu như bạn có hứng thú với những nội dung này trên kênh Thư Viện Nhỏ thì hãy giúp mình một lượt thích, đăng ký kênh và để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Đầu tiên thì chúng ta cùng hiểu về bản chất thực sự của nhiệt độ. Nhiệt độ thực chất là một thước đo được tạo ra để đo và so sánh sự chuyển động của các hạt vật chất. Nói một cách đơn giản, các hạt trong một chất chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của nó càng cao. Và người ta gọi thước đo động năng trung bình của các hạt là nhiệt độ. Cái cảm giác mà khi bạn chạm vào tách cà phê nóng là do các phân tử của nó lúc này di chuyển cực nhanh, truyền năng lượng đến tay của bạn. Ví dụ khi mà bạn đun nước, các phân tử nước chuyển động ngày càng nhanh hơn và tới khi thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt giữa hai khái niệm nhiệt và nhiệt độ. Chúng vốn là không giống nhau. Nhiệt độ thể hiện tốc độ chuyển động của các hạt, trong khi nhiệt ở đây tức là nhiệt năng lại là thước đo tổng năng lượng được truyền qua giữa các vật thể. Ví dụ như một bồn tắm chứa nước ấm thôi nhưng lại có nhiều nhiệt năng hơn một cốc nước sôi nhỏ xíu. Mặc dù nước trong cốc có nhiệt độ cao hơn vì các phân tử chuyển động nhanh và hỗn loạn hơn. Thì như thế nào là một độ? Ý mình là chính xác thì các hạt phải chuyển động như thế nào để chúng ta biết đó là một độ. Về mặt khái niệm thì các bạn có thể tưởng tượng việc tăng nhiệt độ của nước lên một độ là các phân tử nước sẽ di chuyển nhanh hơn một chút. Nhưng một chút đó là như thế nào? Làm sao có thể so sánh một chút và hai chút được? Thật ra khái niệm về một độ sẽ gắn liền với những thang đo khác nhau với các mốc đo khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp. Đầu tiên là thang đo Fahrenheit hay còn gọi là độ F. Khi mà cho nước đá và muối trộn lại thì Fahrenheit đã tạo ra một hỗn hợp có nhiệt độ rất thấp, thậm chí là thấp hơn cả nước tinh khiết bị đóng băng nữa. Đây chính là 0 độ F. Khi mà thiết lập được điểm mốc này rồi thì người ta đo được nhiệt độ đóng băng của nước là 32 độ F, còn nước sôi ở 212 độ F. Tất nhiên là chúng ta phải đo ở áp suất tiêu chuẩn của khí quyển rồi. Vấn đề của độ F là chúng rất khó được sử dụng trong các thí nghiệm khoa học. Mọi thang đo đều dựa trên sự thống nhất thôi. Vậy tại sao chúng ta không thống nhất một thứ gì đó dễ dàng và thuận tiện hơn? Dù gì thì điểm sôi và điểm đóng băng của nước đâu có bị thay đổi đâu. Tất nhiên là chúng ta phải đo ở áp suất tiêu chuẩn của khí quyển rồi, tức là 1 atmosphere. Sẽ dễ hơn khi mà mình nói các phân tử nước di chuyển nhanh hơn một chút 100 lần khi so với nước đóng băng. Lưu ý là điều này không có nghĩa là các phân tử nước di chuyển nhanh hơn 100 lần khi nước đóng băng nha. Vì thực sự là người ta đã chia khoảng cách giữa hai điểm đó thành 100 phần và mỗi phần là một chút. Cho nên ý nghĩa thực sự là nếu tăng nhiệt độ cho nước từ 0 độ lên 1 độ C thì các phân tử sẽ di chuyển nhanh hơn một chút. Còn để nước sôi thì các phân tử cần di chuyển nhanh hơn 100 lần của một chút đó thì mới được. Đó là thang đo độ Celsius hay còn gọi là độ C. Khi đó người ta lấy mốc là nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ và nước sôi là 100 độ trong điều kiện áp suất khí quyển là 1 atmosphere. Điều này tạo ra khoảng cách chênh lệch giữa hai điểm mốc này là 100 phần bằng nhau. Vì cái một chút này khác nhau giữa hai thang đo nên một chút của độ C sẽ khác hẳn một chút của độ F. Đến đây thì chúng ta đã có hai thang đo nhiệt độ khá là hoàn chỉnh, dễ nhớ và dễ sử dụng. Nhưng vì sao người ta vẫn chưa hài lòng với các cách này? Câu trả lời đơn giản là vì các nhà vật lý thích chơi trò chơi tưởng tượng hơn. Nếu nhiệt độ được coi là sự chuyển động của các hạt vật chất, vậy thì khi các hạt đó ngưng chuyển động hoàn toàn, ý là đứng im luôn, thì lúc đó cái tách cà phê của bạn là bao nhiêu độ C và bao nhiêu độ F. Người ta chưa tìm ra được thứ gì đó hoàn toàn đứng im như vậy. Vậy là đúng ý các nhà vật lý rồi. Cũng giống như đơn vị mét vậy, một thang đo khoảng cách cuối cùng lại được định nghĩa trong trí tưởng tượng. Bạn có thể xem thêm video đó trong phần mô tả nha. Cái này rất là hay các bạn. Tại vì khi bạn định nghĩa một khái niệm trong trí tưởng tượng rồi á, thì độ chính xác của chúng chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng mà thôi. Chúng sẽ không bị sai số bởi các phép đo hay bởi điều kiện môi trường nữa. Vì vậy, thang đo Kelvin được ra đời. Đó là nơi khi mà mình nói 0 Kelvin thì mọi phân tử sẽ ngừng chuyển động hoàn toàn. Thang đo này cung cấp độ chính xác cao cũng như là tuyệt đối. Vì vậy, các nhà khoa học có thể dùng nó như là một ngôn ngữ chung vậy. Ở độ không tuyệt đối này, các hạt thể hiện những hành vi khá là thú vị. Còn cái nữa là các bạn có để ý là mình dùng thang đo độ C, độ F nhưng mà không có độ Kelvin. Tức là không có độ K. Thang đo Kelvin không hề sử dụng ký hiệu độ. Tại sao là như vậy? Cùng chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nha. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích thì đừng quên thích video, đăng ký kênh Hương Viên Nhỏ và chia sẻ để lan tỏa giúp mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.